Ok, hi xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn phiên bản 1.21 tập tiếp theo. Yeah. Và các bạn thấy có gì đó lạ lạ đúng không? Mấy con Alay này tự nhiên nó có trang phục. Thì mình đã cài Resubat ấy, nên là mấy con Alay này nó thay đổi. Nó cưỡi cả cái mập luôn. Vãi. Nhiều màu sắc lắm luôn á. Thì cái Resubat này mình sẽ để link dưới phần comment nha. Bạn nào thích thì cài vào chơi nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ xây nhà kho ha. Rồi sau đó mình vào địa ngục, mình làm thành tích là đồng minh thật không dễ dàng. Thì có bạn để lại comment là mình vào đó đúng không? Tới chỗ mà có con gát á, mình hạ tầm nhìn chỉ còn hai thôi. Rồi sau đó là con gát nó sẽ không tấn công được mình kiểu vậy á. Thì mình sẽ dùng cần câu, mình câu con gát tới xe mỏ. Thì lát nữa mình sẽ vào trong đó mình làm thử. Cài Resubat này vào thú vị ghê ha. Mình muốn tạo ra nhiều Alay cho nó đỡ nhàm chán á. Chứ mấy con Alay bình thường nhìn nó ngán quá à. Nó có màu xanh không ấy. Còn lần này nó có thêm màu đen này. Rồi có cả cưỡi cá mập luôn. Ảo thật, nhìn đi. Con này nó cưỡi cá mập luôn á. Rồi cá mập nó còn có thêm tên lửa ở phía dưới nữa. Ảo thật ấy. Rồi mở nhạc là mấy con này nó sẽ lắc 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 lắc. Rồi sau đó mình đưa thạch anh cho nó. Đó. Ê ê, con này không được. Con khác đi. Ê, con này cũng không được. Con này cũng vậy luôn. Con này xem. Đấy. Ô, lại có thêm con màu xanh. Ui. Vãi, con này như con cá vậy. Không khác gì con cá luôn. Rồi thêm một con màu tím nữa. Mấy con mà cầm thạch anh trên tay á là nó không tạo ra được. Nên là mình lấy lại ha. Con này y chang con cá vậy mọi người ạ, nhìn đi. What? Alay cá hả? Và tập trước thì các bạn cũng biết ha là mình có hoàn thành thành tích một ly cocktail nguy hiểm. Nhưng mà nhiều bạn vẫn muốn mình hoàn thành thành tích khó nhất, mình phải cần có tất cả hiệu ứng trong Minecraft như là hiệu ứng Warden, hiệu ứng cá heo đồ đấy. Mình nghĩ là mình sẽ làm sao, có thể là tập cuối mình mới làm và cũng có thể là mình sẽ không làm luôn. Nói chung là vẫn còn hai cái thành tích trong Minecraft. Nếu mà mình làm xong á thì mình sẽ hoàn thành game luôn, không cần phải làm thành tích ẩn đâu mọi người ơi. Nhà kho thì mình xây đơn giản thôi, xây giống như là mấy cái nhà này thôi mọi người ơi. Tại vì mình cũng chả biết xây nhà kho như nào nữa. Chủ yếu là xây một cái nhà rồi sau đó bỏ rương vào. Tại vì cái nhà kho ở trên cái gác nhà mình á nó chặt quá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đào đá nha. Đào đá bản sau trước. Mình nhớ là không có đá bản sau ở trong rương, có thì cũng có ít thôi, không có nhiều. Đá bản sau đây nè, vẫn còn một ít, lấy ra luôn ha. Còn 3 stack ở trong rương. Gần 3 stack thôi, chứ không đến 3 stack. Mình sẽ sử dụng tới đá của bản sau với lại là gỗ sồi nha. Gỗ sồi thì vẫn còn khá là nhiều ở trong rương này. Và mình nghĩ là nên xây nhà kho. Ủa, hết thức ăn rồi, nhanh vậy. Hái thêm một ít nữa. Rồi, trồng lại ha. Tiếp theo là chế tạo thêm cà rốt vàng. Mình phải xây nhà kho gần nhà mình, đúng không? Có gì mình vô nhà mình ngủ chứ. Nếu mà mình xây nhà kho như là phiên bản 1.20 á, thì mình coi cái nhà kho như là cái nhà ngủ của mình luôn. Hay là xây ở đây mọi người ơi. Ở đây nó có sẵn đèn hiệu này. Và sẵn tiện sinh sản mấy em tattoo chứ. Hôm giờ không có thăm, nên là không có sinh sản nhiều cho lắm. Đây nha, thêm hai em tattoo nữa này. Ok, quyết định vậy nha. Mình sẽ xây nhà kho kế bên chuồng tattoo. Rồi bây giờ mình sẽ đào đất cũng như là chặt cây chỗ này ra ha. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Ok, mình thấy như vậy là rộng lắm rồi ấy. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái hộp sugar màu xanh nha. Trời ơi, tự nhiên tôi cắt vào cái rương này chi không biết. Và cái chỗ này nó hơi vuông ha. Mai mốt thì mình sẽ lắp đất vào cho chỗ này nó tự nhiên một xíu. Gỗ thì mình sẽ đặt vào như vậy. Trừ ra 3 lóc. Cái cửa thì 2 lóc. 1, 2. Nên là chỗ này trừ ra 4 lóc ha. Ở đây cũng trừ ra 3 lóc nè. Và ở đây 3 lóc. Và chỗ này thì 4 lóc. 1, 2, 3, 4. Đấy, như vậy thôi. Cái nhà kho này á, thì mình có tham khảo ở trên mạng nha. Và bây giờ mình sẽ đặt cao lên 4 lóc. Rồi sau đó mình đặt ngang qua. Chỗ này cũng vậy luôn.
Đấy, mình sẽ nối vào như vậy ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái gỗ này tạo ra cái gỗ sồi này nha mọi người. Rồi, mình sẽ chế tạo gạch đá sâu nha. Chế tạo 2 stack ha. Gạch đá sâu thì mình sẽ nhét vào chỗ này. Ồ, đúng không ta? Mình sẽ bỏ gạch đá sâu vào, sau đó là chế tạo cầu thang gạch đá sâu. Rồi, nhét vào như vậy nha. Mình thấy nhét cầu thang vào nhìn ok hơn. Bây giờ mình sẽ đặt gạch đá sâu vào chỗ này. Chỗ này là cái cửa nha mọi người. Sàn thì chắc là mình sử dụng tới gỗ băng sam. Đúng rồi, mình thấy gỗ băng sam hợp lý để làm sàn ấy. Mình ra ngoài đây mình chặt một tí gỗ băng sam nha. Chặt cái cây này đi luôn, tại vì cái cây này nó vướng quá. Nếu mà ở ngoài nhìn vào thì không thấy được đầu con rồng. Cái cây này chắc là mai mốt mình sẽ trồng qua chỗ khác. Sẵn tiện mình vô nhà mình lấy kính luôn nha mọi người. Đây nha, mình còn rất là nhiều. Lấy ra hết luôn. Bây giờ mình sẽ lắp ván gỗ băng sam vào chỗ này. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho cái cột này cao lên thêm 4 lóc nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi bắt ngang qua như ở dưới luôn. 1, 2, 3, 4. Ok, đây là tầng trên nha. Tầng trên thì mình sẽ xây như vậy. Rồi, tiếp theo là gạch đá. Gạch đá bản sau. Lấy ra một ít nè. Sau đó mình nhét vô chỗ này. Ở đằng trước thì khỏi nhét nha. Chỗ này thì mình sẽ lắp gỗ sồi này vào. Trừ ra một ô để chúng ta làm cửa sổ ha. Ở đây thì trừ ra hai ô. Đằng sau thì khỏi làm kính đi. Ủa mà tại sao mình lại lắp vào như vậy ta? Mình bóc vỏ ra là nó... Bây giờ mình bóc vỏ ra thử nha. Eo ơi, nó bị lõm. Khoan. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một ít cửa sập văn sam. Mình sẽ đặt cửa sập vào chỗ này ha. Khoan, để mình coi thử đã. Nếu mà đặt như vậy thì nó không hợp lý cho lắm. Mình phải đặt ở ngoài vào. Đấy, như vậy nè. Ồ, 12 cái là không đủ. Rồi sau đó là lấy kính lắp vào chỗ này. Vẫn còn lắp sàn ở phía dưới này, nên là vẫn chưa xong đâu. Lắp sàn rồi làm cái mái nữa. Rồi tiếp theo là cái mái nha. Mình sẽ sử dụng tới gạch đá. Gạch đá ở trong rương này. Chỗ này mình sẽ đặt cái cầu thang vào. Rồi sau đó đặt ngang qua. Ra tới đây. Tới đây thì mình sẽ đặt gạch đá vào. Sau đó mình sẽ đặt lóc lên cao. Mình cho thêm cái cầu thang vào. Tới đây là được rồi. Bên kia cũng vậy luôn. Gạch đá, cầu thang. Rồi sau đó là hai lóc gạch đá. Ủa, ba lóc luôn chứ đúng không? Còn chỗ này thì chúng ta sử dụng đá cuội nè. Đá cuội bản sau. Nhưng mà ở trong rương hình như là hết rồi. Bây giờ mình sẽ lắp vào nha. Mình đã có đủ đá rồi. Lắp vào. Tương tự như bên đây thì bên kia cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ qua đó lắp đá vào ha. Dạ, xong rồi. Chúng ta đến với cái mái ở phía trên nữa. Một cái mái nhỏ. Cái mái nhỏ này thì mình sẽ làm gọn luôn. Đây, mình đặt cầu thang ra như vậy luôn. Bên kia cũng vậy. Sau đó mình sẽ leo lóc lên. Rồi đặt thêm một cái cầu thang ra nữa. Và tiếp theo là phiến gạch đá. Đặt vào chỗ này. Chắc là mình đặt ngang qua luôn. Phiến gạch đá này, đặt ngang qua hết luôn nha. Đặt ngang qua thì nó hơi dài á. Khoan. Mình cho thêm cầu thang. Rồi sau đó là gạch đá. Đấy, như vậy mình thấy ổn hơn. Đấy, nó sẽ như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhét cầu thang gạch đá bản sau vào. À không, này là cầu thang đá của bản sau. Ok, xong rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành cái mái nha mọi người. Chỗ này mình còn chưa đập ra luôn ấy.
Ok, nó sẽ như vậy ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy thang leo ra này. Cửa thì mình sẽ dùng tới gỗ băng sam luôn. Cửa băng sam mới hợp làm cửa nhà kho, đúng không mọi người? Lúc nào cũng vậy hết. Sàn thì mình sử dụng gỗ băng sam luôn. Và cái chỗ đất này ha, đất này nó hơi lởm á, tại vì mình cài resorbách mà kiểu mấy cái lóc khác nó lắng qua á, nên là nhìn nó hơi lởm một tí. Và cái chỗ này á thì mình cũng đào ra luôn nha. Cái phần ở phía dưới á, nếu mà không đào ra thì cái chỗ này nó lấn chiếm qua, nó bị xấu. Bây giờ thì mình sẽ vào trong. Mình sẽ để rương như nào ta? Mình sẽ lắp cái cột này qua. Đấy, cho căn nhà của mình nó vững chắc hơn. Rồi ở đây thì mình sẽ đặt cái cột cao lên. Bên đây cũng vậy luôn. Đó, như vậy là ngon lành liền. Chỗ này thì mình nhét mấy cái thùng. À quên, nhét thùng vào thì sao mở được cái rương này ha. Ba cái rương ở trên này. Rồi thêm mấy cái rương nhỏ ở ngoài đây nữa. Nhưng mà nó che mất cái cửa sổ rồi. Mình thấy là ok rồi đấy, giống cái nhà kho hơn rồi. Chỉ cần cho nhiều rương vào. Đấy, chỗ này đặt rương vào là hợp lý luôn. Khỏi đặt thùng, mình thích đặt rương hơn. Mấy cái cột này á, chủ yếu là để mình đặt cái khung item vào nha mọi người. Đặt vào như vậy nè, để phân loại ra ấy. Nó không có hẹp lắm đâu, mình nghĩ chừa hai lóc ra như vậy là rộng rồi. Ở dưới cũng vậy luôn, đặt rương vào. Đấy, hợp lý chưa? Thùng, rương và khung vật phẩm chúng ta để vào. Chúng ta sẽ lấy lồng đèn ra này. Mình còn khá là nhiều lồng đèn á. Lồng đèn thì mình sẽ treo vào chỗ này một cái. Đấy, cứ treo như vậy là nó sáng căn nhà của mình thôi. Ở đây thêm hai cái nữa nè. Ok, phía trên mình treo hai cái lồng đèn là mình thấy sáng rồi, đúng không? Đâu cần treo nhiều. Rồi, trong lúc ợp thì mình sẽ di chuyển đồ qua đây ha. Tại vì di chuyển đồ qua đây nó mất thời gian lắm mọi người ạ. Mà mình thấy là cái nhà kho này nhiều rương vãi từ trước tới giờ luôn á. Thiệt, mình nhét cả đống rương vào. Phiên bản 1.20 nó không có nhiều rương tới vãi đâu. Cái máy mình nghĩ là nên cho thêm một cái phiến ở phía trên nữa thì nó sẽ ok ha. Mai mốt là mình sẽ ít bay qua căn nhà này, mình sẽ bay qua căn nhà kia nhiều hơn. Mình thấy là chỗ này hợp lý này, nhưng mà con gáp nó có xuất hiện ở chỗ này không mọi người? Mình nghĩ nếu mà con gáp nó xuất hiện ở chỗ này á thì nó không có bị kẹt đâu. Lại block đất. Con quỷ Enderman này. Và chỗ này mình sẽ đặt xe mỏ vào. Nhưng mà phải đặt trên cao nha. Xe mỏ là phải đặt trên cao. Như này nè. Đấy. Rồi để lại một lóc thôi. Rồi tiếp theo. Ê gát kìa. Đợi xíu anh ơi. Ồ, mình bật tầm nhìn thấp cái. À kìa, nó lên kìa. Mình mới thấy con gát ở đây mà. Ê, nó bắn được mình kìa. Kỳ vậy mọi người. Đây, mình vẫn còn một cái xe mỏ này. Mình đặt vào chỗ này luôn. Rồi làm sao để kéo con gát lên đây? Khó vậy chèn. Mình thấy là bật tầm nhìn thấp á, thì con gát nó đỡ bắn thiệt. Nó không thấy mình để bắn hay sao á. Mà bật tầm nhìn thấp thì mấy con quỷ này xuất hiện nhiều quá. Quay. Khoan anh ơi. Đứng đó. Cái hộp sugar. Ây da. Đúng rồi, đứng đó đi. Vội quá. Làm lẽ. Ô. Ui đừng bay. Năn nỉ mày đừng bay. Thôi đặt lẹ đi. Giờ này mà canh cái gì nữa. Ây da. Ui nó bay rồi.
Làm ơn bay lên xe mỏ đi. Cái bật lửa đâu rồi? Ê, táo vàng, táo vàng. Ê, mình ăn táo vàng gì đó. Ui, vai. Nó bay đi rồi. Cơ hội của mình. Con quỷ. Vụt mất cơ hội rồi. Mà sao nó không bị kẹt ta? Ở đây mình thấy thấp lắm mà. Ôi, vụt mất cơ hội rồi. Vai, mình tìm cái bật lửa không thấy. Cái bật lửa mình cắt vô cái hộp này nè mà mình không thấy. Trời ơi, cơ hội của tôi. Hiếm lắm ơi, có một con gái xuất hiện ở đây và bị kẹt. Mà nó cũng không chịu lên xe mỏ luôn. Xe mỏ cái bên mà. Ồ, nó chả kẹt trên xe mỏ luôn. Ui, hai con. Khó dữ vậy, hai con luôn. Khó ghê á. Ui, trời ơi, bắn liên tục. Đấy, cho tụi mày ra ngoài á. Mấy con bít linh nó xuất hiện nó làm phiền mình không à. Nửa kề, nửa kề. Khó câu lắm. Đâu phải đơn giản là cầm cái cần câu mình câu tới là nó tới đâu. Đấy, mọi người thấy nè. Nó bắn mình te tua luôn. Đây rồi, mình đã thấy con gát. Và bây giờ chắc là mình sử dụng cái trò này. Ồ, không được luôn. Cứ tưởng là mình bắn trúng rồi chứ. Ồ, vậy là không được rồi. Lại. Đấy, con gát nó chết luôn. Nhưng mà nó không có tính. Hiếm lắm mới thấy có con gát nó bị kẹt ở đây. Mà chỗ này nhìn té tua ghê. Mình bật tầm nhìn thấp thử xem. Lỡ may bật tầm nhìn thấp mấy con gát nó xuất hiện ở đây á. Mình thấy là chỗ này xuất hiện ma heo khá là nhiều nè. Lâu lâu rồi cũng có một hai con gát xuất hiện ở đây. Wow. Trời ơi, bừng quá mà bị tẩn luôn. Yeah. Yeah. Này thì xe mỏ, này thì xe mỏ. Giải cứu một con gái khỏi Nether là giải cứu dữ chưa. Ok, mừng quá lú luôn. Giờ là không cần giải cứu gì hết. Mình đã làm xong thành tích. Là đồng minh thật không dễ dàng. Yeah. Làm nãy giờ đợi con quỷ gái ngồi lên xe mỏ rồi lấy cần câu câu. Rốt cuộc đâu có thấy nó xuất hiện. Trời ơi, mừng quá mọi người à, làm xong rồi. Mãn nguyện rồi. Thế là chỉ còn cái thành tích nhìn rồng nữa thôi. Là xong rồi. Đây, còn đúng cái thành tích này. Ủa, đâu rồi? Kia là máy bay à. Yeah, một hai tập nữa mình sẽ làm ha. Và tập sau chắc là mình sẽ chuồn rùa ấy. Ok không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình chơi tới đây thôi, rất là mừng luôn. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.